Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử show số miền Nam hôm nay, Chủ nhật, ngày 30 tháng 6 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải thám Tiền Giang 51, giải thám Kiên Giang 24, giải thám Đà Lạt 36, và bao gồm có giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử show số miền Nam hôm nay. Thank you.
Giải đặc biệt Tiền Giang 971059, giải đặc biệt Kiên Giang 067796, giải đặc biệt Đà Lạt 192282. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử số số miền Nam lần sau.